Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho bản tin trước ống kính. Bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện. Kết nối với ống kính an ninh sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, những năm gần đây, tình trạng bạo lực ở tuổi thanh thiếu niên đã không còn là trường hợp cá biệt mà đã trở thành vấn nạn của xã hội. Hàng trăm vụ hỗn chiến vì những lý do chặt chẽ xảy ra trên cả nước những năm qua đã cho thấy tình trạng xuống cấp đến mức báo động về đạo đức, văn hóa ứng xử và thái độ coi thường pháp luật của một bộ phận giới trẻ. Tại huyện Thông Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vừa xảy ra một vụ hỗn chiến giữa những thanh niên trong độ tuổi vị thành niên chỉ vì những xích mích không đáng kể và chính vì hành vi mang tính bốc đồng liều mạng. Anh hùng sơn như vậy mà 21 đối tượng gây án đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thông Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tống đạt quyết định khởi tố. 15 trên 21 đối tượng đã bị cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam. Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn với một thiếu niên tên Tấn 13 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, ngày 16 tháng 1, Nguyễn Quy Tê, 15 tuổi, kể với anh ruột là Nguyễn Văn Sơn, 19 tuổi, cùng trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Sơn gọi điện cho 10 đối tượng khác cùng đi giải quyết mâu thuẫn cho em trai. Sau đó, các đối tượng này tiếp tục lôi kéo thêm nhiều đồng bọn khác để đi đánh nhau. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm của Sơn chở nhau bằng xe máy đến xã Phước Tỉnh tìm Tấn. Trên đường đi, chúng gặp Nguyễn Thành Danh, 16 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh và hai người bạn lưu thông bằng xe máy trên đường. Biết Danh là bạn của Tấn, nhóm của Sơn lao lên chặn xe lại, làm Danh ngã xuống đất và bị xe máy đè lên người. Các đối tượng dùng hung khí mang theo đâm chém nhiều nhát lên người Danh, khiến nạn nhân bị thương tích 38% sức khỏe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền cho biết, trong thời gian được cơ quan công an giao cho gia đình quản lý, giáo dục để phục vụ điều tra, làm rõ vụ án này, nhiều đối tượng trong nhóm này tiếp tục gây ra một vụ án cố ý gây thương tích khác tại địa bàn xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Sáng nay 13 tháng 3, Công an huyện Châu Đức đã đến hiện trường lập hồ sơ điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp trên đường Phước Tân - Hội Bài, đoạn đi qua thôn Bào Điển, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 10 phút sáng ngày 13 tháng 3, xe máy biển số 72G148843 do Võ Văn Trọng, 27 tuổi, ngụ ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc điều khiển, lưu thông trên đường Phước Tân - Hội Bài hướng từ xã Suối Rào đi Đá Bạc. Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Bào Điển, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức thì tông thẳng vào đầu xe ô tô tải biển số 86C14398 do Đặng Văn Khoa, 41 tuổi, quê tỉnh Thái Bình điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại, đang chuyển hướng sang đường về xã Xuân Sơn. Cú tông trực diện khiến ông Trọng tử vong trên đường đi cấp cứu, xe máy vỡ nát phần đầu. Tiếp đó, khoảng 7 giờ 30 phút, cách hiện trường vụ tai nạn trên khoảng 40 mét, xe ô tô tải biển số 60C32422 do Lê Công Khởi, 34 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức điều khiển, lưu thông hướng từ xã Đá Bạc đi Suối Rào. Khi đi đến địa điểm trên, thì xe bị nổ lốp, khiến tài xế mất tay lái và tông vào hông xe ô tô biển số 72A34554 do Trần Văn Tâm, 44 tuổi, ngụ xã Suối Rào, huyện Châu Đức, lưu thông hướng ngược lại. Sau cú va chạm, xe ô tô tải tiếp tục tông sập cổng nhà một người ven đường rồi lật nhào. Tiếp theo cũng là một thông tin liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông được dư luận quan tâm. Đó là vụ việc xử lý người lái mô tô với vận tốc gần 300 km một giờ tại Hà Nội. Liên quan đến vụ việc này, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập một nam thanh niên 26 tuổi ở huyện Phúc Thọ, đang tạm trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, là nhân vật trong clip phóng xe bạt mạng với tốc độ gấp 3 lần tốc độ cho phép trên đại lộ Thăng Long. Tài xế điều khiển mô tô phân khối lớn biển kiểm soát 88LD90099 đã vi phạm các lỗi đi vào đường cao tốc, chạy quá tốc độ quy định, không có giấy phép lái xe theo quy định. Tổng mức phạt là 10 triệu 500 ngàn đồng, tước giấy phép lái xe và tạm giữ xe 7 ngày. Đối với tất cả các trường hợp không chỉ xe phân khối lớn, nay là phân khối nhỏ, là khi điều khiển xe mô tô là tuyệt đối không đi đường cao tốc. Đấy là cái rất nguy hiểm, hành vi nguy hiểm.
cho chính bản thân những người mà điều khiển xe mô tô, và thứ hai là cho người đi đường. Cái thứ ba là đối với những bạn trẻ đam mê tốc độ thì chúng ta mà chạy trong khuôn khổ pháp luật cho phép, không chạy quá tốc độ cho như các bạn kiên trên, hơn như trên. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đang điều khiển mô tô Honda phân khối lớn di chuyển với tốc độ gần 300 km/h trên đại lộ Thăng Long. Đây là mức tốc độ gấp 3 lần giới hạn tối đa của cung đường này, vốn chỉ 100 km/h tại làn trong cùng. Không những thế, đại lộ Thăng Long cũng chỉ cho phép các phương tiện ô tô lưu thông, tuyệt đối cấm xe máy và xe thô sơ. Tại cơ quan công an, tài xế này cho biết, sau khi đọc trên báo chí về hành vi của mình, đã nhận thức được sai trái, nên chủ động tới trụ sở đội cảnh sát giao thông số 11 làm việc. Tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, đại diện viện kiểm sát đã đối đáp với các luận điểm bào chữa của các luật sư theo từng nhóm vấn đề. Trong đó, đại diện viện kiểm sát khẳng định, từ bị cáo Đinh La Thăng đến các bị cáo tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC và Công ty cổ phần hóa dầu, Công ty nhiên liệu sinh học dầu khí PVP đều thuộc về một cơ cấu, một tổ chức thống nhất. Các bị cáo đã kết cấu với nhau thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC và Công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí PVB đều có sự tiếp nhận chung từ sự chỉ đạo của bị cáo Đinh La Thăng về việc chỉ định thầu cho một đơn vị trong nội bộ tập đoàn là PVC và cùng thống nhất tổ chức thực hiện. Việc các bị cáo tại PVC cho rằng PVC không phải là chủ đầu tư thì không phải là chủ thể của tội vi phạm các quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng là không có căn cứ. Đối với bị cáo Đinh La Thăng, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo có trách nhiệm phải chỉ đạo đúng các quy định của pháp luật về chỉ định thầu. Tại phiên tòa, bị cáo Thăng cho rằng bị cáo không có trách nhiệm phải biết nhà thầu có năng lực kinh nghiệm hay không để chỉ đạo chỉ định nhà thầu PVC không đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú Thọ là bất chấp các quy định của pháp luật về chỉ định thầu theo luật xây dựng và đi ngược lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, các luật sư tiếp tục tham gia đối đáp các nội dung về xác định nguyên nhân gây thiệt hại trong vụ án, việc áp dụng các quy định pháp luật trong vụ án, các mốc thời gian của một số văn bản liên quan đến hành vi của các bị cáo, phương pháp xác định giá trị thiệt hại và chủ thể bồi thường thiệt hại của vụ án. Theo kế hoạch, chiều ngày 15 tháng 3, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án. Thưa quý vị, nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp với nhà nước và xã hội. Thế nhưng không ít doanh nghiệp đã nghĩ ra đủ chiêu trò để trốn thuế, trong đó có hành vi mua bán hóa đơn đỏ. Hành vi này tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc là thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong các năm qua, cơ quan thuế đã tổng hợp các hành vi vi phạm việc mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và củng cố hồ sơ chuyển cho cơ quan công an hàng trăm trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Riêng năm 2019 là 135 trường hợp và năm 2020 là 162 trường hợp. Trong số các vụ vi phạm điển hình có thể kể đến như công ty trách nhiệm hữu hạn Junma Phú Thọ, vụ việc 15 công ty thực hiện mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do Ngô Văn Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Phát Petraco tại Hải Phòng cầm đầu. Tổng cục thuế cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn ngành tập trung rà soát, giám sát các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn, phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trước ống kính chiều nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị có thể truy cập vào địa chỉ brt.vn và kênh YouTube BRT Go để theo dõi những bản tin đã được phát trên sóng truyền hình. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý vị gửi về hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều ngày mai lúc 18 giờ trên kênh truyền hình BRT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.